Xin chào anh chị em nha, hôm nay giới thiệu với anh chị em mình một cái cặp RR Kikuchi anh em nha. Cái mẫu này trước em có giới thiệu với anh em mình nè. Nó có cái mẫu này size nó nhỏ hơn anh em nha. Ok, cái này H71 số 1 này em bán 1.050.000 nha. H71 số 2 này em bán 1.150.000 ạ. Cả hai mẫu đều là hàng còn mới anh em nha. Dây còn đẹp, xài tốt, tất cả đều máy Nhật hết ạ. Mỗi chiếc đồng hồ nó có 4 máy độc lập riêng biệt anh em nha. 40 giờ cho anh em mình ha. Vỏ là vỏ thép đúc, chất rất là cao nên nha, chứ không phải là những cái hàng thời trang, bốn máy thời trang ọp ẹp hay là vỏ si hay là hàng tàu em nha, yên tâm về chất lượng ạ. Size 46 á. Chiếc này size rất là dễ chơi anh em ha. 46, anh em mình mua đeo sưu tầm cũng được, anh em đọc lạ xình ha, hoặc là tặng cũng được, độ mới cao nha. Bốn máy này em sẽ thay pin tốt cho anh em mình hết ha, anh em yên tâm nha. R Kikuchi anh em nha. Này chiếc này đầu dây 22. Rất là đẹp, và chiếc này nó có cái ngoài bốn cái shop đều là bốn cái màu như vậy thì nó cái màu chủ đạo của nó là màu đây anh em, hay gọi là màu cá hồi anh em ha. Màu rất là hot anh em nha. Chiếc H71 số 2 này thì một chiếc RR Kikuchi, chiếc này thì nó độc hơn đó là nó có hai cái vòng benzen xoay hai bên, nó hai núm này anh em nha. Đó, điều chỉnh vòng benzen. Chất nó cũng vậy, thép đúc size to này size 50 ạ. Chiếc này đầu dây 24 anh em nha, dây đầu mới hết ha, rin hết luôn ạ. Chiếc này mặt màu huyết anh em nha, rất đẹp luôn ạ, rất xịn anh em nha, rất là đáng để mình mua lên tay sưu tầm hoặc là tặng anh em ha. Ok, anh em là ý thích mẫu nào vui lòng xem kỹ cái mô tả của em nha, liên hệ em số điện thoại 0766 2039. Em cảm ơn anh em mình rất là nhiều, hẹn anh chị em mình ở cái H72 nha, em chào cả nhà. Bên em mấy cái H này nếu mà cái lô H nào mà em đã bán hết thì em sẽ ẩn cái đó để cho anh em mình dễ theo dõi những cái mẫu còn lại hơn ha. Em cảm ơn anh chị em mình ạ.